Này, Mai Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Singer EX Fan. Chú ý là dây máy mình sẽ cắm vào cái cục đổi nguồn bên mình tặng kèm nhé. Suốt chỉ, mình cắm suốt chỉ vào đây. Đi chỉ đánh suốt, từ cuộn chỉ mình cắm cái chặn chỉ này vào này. Để cái lúc mình may thì cái cuộn chỉ nó quay, nó sẽ không bị rơi ra khỏi cái cọc. Bắt kéo cái sợi chỉ xuống dưới chân con ốc này, mình vắt như thế này, mình cuốn theo chiều kim đồng hồ quanh cái suốt, mình cuốn cho nó chắc chắc vào là được. Gạt qua bên phải và ấn cái nút bật tắt. Đây là tốc độ trái chậm phải nhanh. Đánh nữa thì mình sẽ dừng lại, gạt qua trái lấy suốt chỉ ra. Chú ý là khi mà đi chỉ mình phải nâng cái chân vịt lên, thò tay vào đây đẩy cái cần này lên. Chỉ may thì bao gồm chỉ trên và chỉ dưới. Chỉ trên thì mình đi, mình chạy nhìn hay mình móc vào đây, móc vào cái móc ở bên này, cái móc vào đây xuống ở bên dưới này, xuống hẳn bên dưới, đi thẳng xuống đây. Trong này nó có cái kẹp chỉ ở chỗ số 2 này, đấy mình để ý là mình có thể cầm cái sợi chỉ hai đầu mình kéo, mình kéo đi kéo lại cho nó lọt hẳn vào. Đây, số 3 vắt qua phải đi lên, sau đấy mình móc qua cái mỏ giật chỉ này từ trái qua bên phải. Ví dụ nó đang chìm sâu thì mình sẽ xoay cái bánh đào bên hông cho nó lên cao, móc từ trái qua phải đi thẳng xuống, móc vào cái móc, cái móc này nó hở phía bên này, mình cầm như này mình móc vào, móc vào móc của chân kim, xỏ từ trước ra sau qua kim, mình xỏ thủ công hoặc là mình dùng cái hỗ trợ xỏ chỉ xoay cho kim lên cao. Bên Hương có video dùng hỗ trợ xỏ chỉ này riêng nhé. Cái suốt dưới mình sẽ đẩy cái này qua bên phải, cái nắp này nó bật ra, lấy suốt chỉ lên, mình lắp suốt chỉ vào, cầm cái suốt như thế này, sợi chỉ thừa này, sang bên tay trái như này, đặt vào, gài sợi chỉ vào cái rãnh xiết ở đây, có cái rãnh xiết xiết ở ngay chỗ này, vào đây, suốt quay ngược chiều kim đồng hồ. Sau đấy mình lấy chỉ dưới lên, phải lấy chỉ dưới lên thì mới may được. Tay trái mình cầm chỉ trên, cầm một khoảng vừa phải, không cầm quá ngắn cũng quá dài nhé. Xoay bánh đà về phía lòng mình, mình xoay tầm một vòng thôi, đến khi kim đi xuống, kim đi lên cao, mình cầm chỉ trên, mình kéo nhẹ là chỉ dưới nó lên ở đây, mình rút cái sợi này lên, sau đấy cho hai sợi chỉ vào giữa cái khe chân vịt ra phía sau để mình may cho nó gọn. Đậy cái này thì mình đậy bên trái trước, ấn. Khi may mình cho vải vào, hạ chân vịt xuống. Máy có các đường may ở đây, mình thích đường nào mình chọn đường đấy, nó sẽ hiện ở trong cái ô này. Đây, ví dụ nó có 3 các đường thẳng khác nhau chẳng hạn. Cái này là lại mũi này, lại mũi này ấn dị bao nhiêu chạy lùi bấy nhiêu, mình thả ra nó sẽ chạy tiến. Tương tự các cái đường khác cũng thế, đường thẳng, đường zig zag, mình cứ chọn đây thôi. Ví dụ như là thay chân vịt, khi mà mình dùng, mình muốn thay chân vịt khác thì mình sẽ ấn vào cái lẫy ở đây, đè vào, nó nhả ra. Chân vịt nó có nào cũng có thanh ngang, ví dụ đây chân đa năng, ví dụ như đây là chân thổ quy chẳng hạn. Đấy, thì mình cứ lắp cho nó ngập vào cái thanh ngang này là được nhé. Còn
Còn cách sử dụng của mỗi loại chân vịt Hương có video riêng rồi nhé, trên Hương có up trên Facebook đấy. Mình hạ này, hạ từ từ nó sẽ mặc vào trong ngang, mặc vào là được. Xoay kim, mình rút sợi chỉ ra. Đây, cầm kim, mình có thể xoay bánh đài cho kim nó thấp xuống một tí để vặn cho dễ. Vặn cái ốc này, vặn về phía lòng mình, kéo kim xuống. Kim máy may gia đình HA kim Nhật, có một mặt dẹt phía sau, mặt tròn phía trước. Khi lắp, mặt dẹt quay ra phía sau máy, đẩy kịch lên. Cái lỗ kim đối diện mình ngồi, vặn chặt cái ốc này vào thế là được.